gì á? Cỡ này on đến mấy giờ? Mình thường thường bây giờ mình on tới khoảng một 2-3 giờ đêm gì đấy, tùy hứng. Thì mình on. Thích thì mình on thôi. Thì có phòng rồi, nghỉ lúc nào cũng được, không quy định giờ giấc nữa. On hay là mệt ngủ. Ông nói gì ông hiểu mẹ hết. Em mà tối nay mình ấy nhé, không được anh à, em đang đến ngày đó biết quá à, sao cứ bị tiêu chảy hoài vậy. Tiêu 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 lâu lắm là mình cũng không lướt Facebook. À, qua từ Thành Fury xem có ra. phố tôi sân trẻ buồn què sao chạy hết trơn à, Sợ em quá chạy. buồn què Thấy cái bắt vào vụ đây nói gì xấu mà người ta đúng không, bóp gì bóp em véo có gì đâu, em có gì đẹp đâu mà nói bóp xấu, véo từ thiện ủng hộ lũ lụt miền Trung bóp kìa. véo từ thiện ủng hộ Hoa kìa, kìa, Hoa đi tham gia nữa hoa. Hoa. À mà Có cái quần thiệt què đâu chứ. mà bớt. Trời ơi, má nói là quên để ra bớt được cái hoa quần què. đụng đụng Còn từ cái từ lại ấy, đó đụng đụng không có không cái gì lấy gì mà đụng từ bớt. hồi ái chứ, thiệt chứ bây giờ ra sao giờ giờ ra sau ngực tôi giặt ra có khi còn Trong to hơn trong nữa. xuyên của em đang bị Thì ít loãng. ra ít ít ra cũng được hai ngóc chứ, đúng không? Được gì giặt giặt qua giặt lại không lẽ không rớt được con tán nào ngóc nào. Chị ra Chỉ có rồi chưa, thiên mới hiểu mênh mông dạo dân này nó không có xe nào, cái gì ơi, cái gì đây chỉ con à, có thiên mới hiểu. Tự nhiên trong rừng của anh có thêm là tên anh vậy, thằng thầy thầy đó tại anh thầy ông ấy đó. những ngày không gặp nhau biên bạt đầu thương nhớ. Thôi thôi Để xem hai giá không thu 20 gánh tên người em đại yêu nghe không, bớt gì quan trọng rồi nó tổ này má lại đó, đang bớt nghe đi không, một kêu hoài nghe nãy giờ nói đi nó tổ tổ nghe sướng tê luôn rồi, nó tổ thôi đừng nói nữa. Đó. Em đang nghĩ À, bên em thấy đây người cũng ta có kêu đó em là ná tẩu rồi, nè nè em khoái ăn qua nè không bình thường tự nhiên quá không phải gì đây nãy giờ kêu nãy giờ đây từ nãy giờ biết coi là ba nãy giờ luôn rồi cứ cái gì em đi đánh đi chị tại em sao đánh em mày không gái khoái, tại sao em không khoái, tại sao em không khoái, à, lý do là sao không đẹp trai là hay là sao, hay hay là là tàu hai riêng bé không hay đủ là bự hay sao là cái như gì, nào em phải nói lý do em không khoái chứ, thằng này áp ca nó chọc dựng vào cái đồng thanh thằng Thùy đấy cái gì đấy hay là không có cái quần què nên em không khoái, tại có quần què nên em khoái anh đúng không, thiệt chứ muốn yêu Hoa hãy tặng Hoa cái quần què, Hoa rất là thích cái quần què. Xe xe này trong ngày xưa yêu trao hoa nói rõ ràng hồi xưa mình bây giờ là yêu tự nhiên trao một hai em đời yêu ơi yêu cái quần què lúc nào cũng về vậy đó. châu đi tu hoa nói Nghe châu ngoại, nghe ngoại. Come on baby. Mày nè, mày ngon như đây, không gió nè. Ở đây, là đây. Là đây béo. Thấy chưa? Cất. Cất. Rồi, anh đang chơi game. Cất. Đó. Em ơi, đừng lấy thợ sơn, ở đêm thức giấc. Ờ, bên nó bay vào. Em ơi, đừng lấy thợ tu. Cầu hủ. Đang cầu hủ cái gì đó quên lại rồi ấy à, bạn này né tốt quá cái tọt cho cái đánh thường cái đó thiệt chứ mới giờ mới tiếp rồi
Cái gì vậy trời? Né. Né rồi. Biết hai con biết. Con biết đánh tôi đau nha. Ủa đau vậy? Không giết thằng này giang hồ con đã gì? Hồi siêu rồi, giận quá. Sao giờ? Hồi siêu rồi. Lát hết nè, chọc chọc. Lát hết nè, chọc nó chọc. Ôi ôi, nó giáp bao nhiêu vậy? Giáp nó bao nhiêu vậy? Giáp 9 mình con trâu vậy? Ai trong ăn xe này biết xe liền, biết không biết kia liền, chọt trong cái liền. Trời ơi, biết quá, biết rồi, ông sáu con sơ sơ muốn mấy đường kiếm thôi là ông biết quá trời biết rồi, biết vắt lát nha, xong nén xuống rồi nữa. Trời, ông lên ông lát hiếp. Tí 50 15 20 30, giờ đúng 30. Yêu hoa châu dắt hoa ra bờ đê nà nà, ra bờ đê châu biến thành con dê. Con chó. Con chó chứ biến thành dê gì. Yêu hoa châu dắt hoa lên tầng 2 là là. Lên tầng 2 hai đứa mình lại ra. An enemy has been slain. Ôi ôi, ôi nó gõ mình đường cái hả ta? Ủa sao nó ăn mạng ta? Quánh như cái siêu mà đáng lẽ là executive chứ ta. Sao mà để nó ăn mạng ta? Yêu hoa chẳng biết để đâu. Để cho nó sống đứt lâu cho nó co. Làm cái đùng. Sao? Sợ chưa? Năm luôn rồi. Cứu em. Cứu em. Ari nó lên, Ari nó lên hay sao? Ari nó bị ta đánh gần chết rồi, nó lên nó luôn hay sao? Chơi nó, chơi sợ gì, chơi hai thằng ấy luôn. Đột nó. Tôi tắt cái việc cây cái, tao đúp liêu cái đầu rồi không ra là tôi nghi nghi rồi. Nó đúp đây nè, nó đúp đây nè. Mà kệ nó đi. Ê, chuối. Chuối về. Chuối về. Chuối về. Chuối về. Đá nó đá. Ủa thằng này nó lên AB rồi, cái gì mà nó quy đau vậy? Quy một cái là 100 mấy đau luôn. Né hổ. Mày không lóc mày một cái đánh thường một cái rồi e ra giang hồ có lái gì. E lên quy một cái. E lên chọt chọt cho một cái nữa. Rồi level 6 rồi nè, mình tông nhau chơi. Mình tông nhau chơi. Chọt cho một cái. Nhìn thở thấp máu vậy nè, có dám giết không? Ê, siêu rồi. Chạy vòng cho hồi siêu là mới được. Cắm nó đi. Thiệt chứ, không giết được này, cay thiệt. Lòng cay cay, không về luôn, nó hết mana rồi, thở gì, mày cắm được. Ai cho mày tham, tưởng mày cũng có tham rồi. À ha, trời ơi nó rên. Bắn. Bà vô bây ra.
giọt cho thằng gái. Má vẫn cũng bắn nó ta. Giận thiệt cái chủ này. Giận cái chủ này thiệt. Ôi giời nó lát luôn. Giận cái chủ này thiệt chứ. Dừng không lát không thầy. Có ai đi đường hết à? What the fuck? OG style gì mà lên về hồi chiêu rồi tăng tốc cái gì vậy? Gì gì đấy? OG style mới rồi thì kìa. Lạ vậy. Gì này là gì lạ. Cái thằng này nó đau quá. Cái gì lạ. Một pha này nó đau quá anh em ơi. Không thấm gì luôn. Đây ở dưới rồi, tôi đâu có sợ đâu. Đánh nó rip ơi, thúc nó. Thúc nó rip ơi. Gì gì vậy trời? Ta mới à? Yeah, ông định về ơi. Ai cho ông về? Ari hết công ty rồi. Hết công ty hết. Các bạn bè Facebook mày thì à? Giỡn. Giỡn hả? Giỡn hả? Từ từ. Đại giết tôi. Có đại. Mấy bạn bè Facebook mày bảo là Mo Thủy muốn check ạc. Có nên đưa không anh? Nói rồi giờ nói làm sao? Đâu! Thằng biết mất lát rồi đó. Ngài Châu ơi, Ngài Châu. Nó giết tao luôn rồi đó. Thì cái bạn giờ tôi đợi bạn dài rồi chạy được yêu như không muốn múa như vậy mà đẹp như vậy mà thì cứ ông đó mà không lắm từ những mấy đứa trong game luôn đây nói nhảm gì vậy mà ai biết ok có thể yêu như không cái gì đó ai biết có hai có người yêu quá em sao anh Bỏ Hoa cũng có người yêu á. Làm gì có. Chết queo luôn. Vậy nó mà nó đang thần tượng tao. À. Lại ảo rồi. Tao kêu tao từ chối hoài mà nó không chịu. Cứ ảo. Thì sống ảo hoài vậy có buồn thôi. Ô mấy bạn giao dịch của Thi, tất cả giao dịch của Thi một năm qua là mình giao dịch nha các bạn nhá. Thì nó chỉ đưa cái mặt nó ra thôi nên là đừng có hỏi câu là giao dịch với anh Thủy có được không. Hai Facebook mình cầm cả mà. Ô đạch. Mày nói gì đi Thi? Đó nó vừa nói là đạch. Bố thằng Châu lâu lâu nó ngồi nó cắn Châu nó đau dữ vậy nhỉ. Ủa gì em 16 hả? Thằng Thi không biết chơi đâu. Mày nhìn nó mua đồ chưa? Hay là tao lấy trụ đầu tiên rồi đó. Rồng. Ôi con này level 9 luôn má ơi. Để mình nhìn tao level 7 đây. Tiền về ở cấp 1 bản ngoài. Cao hơn tao nữa. Anh dặn dành đó vàng bạc và kim thôi có ạ à? Anh dặn thử thách chứ tự nhiên cái máy này chơi chó là sao đâu ghê vậy? Chi vậy? Xong xuống boss đi, chi vậy? Mày biết gì vậy? Trời ơi, con chỉ lên đầu kìa, what the fuck? Nãy giờ tao nói mà mày biết à? Tao nói gì nó lên đồ mà không nhìn à? Gì tam hợp? Không lên đồ rừng, lên thẳng tam hợp.
mã ra ra mất một phong hồng quả. Bị nó lên cái gì mà đá nó không chết trời. Đừng có crit game nữa. Gì nó lên đấy. Gì nó lên cái xì tai đồ gì hết à. Gì hết trời. Rừng á. Rây lên kìa, rây lên kìa. Thôi chạy đâu. Rồi mày chết luôn đi. Mày chết luôn đi. Ây da. Mày chạy lấy siêu. Mất đại. Mấy cái ồn dữ vậy. Mất qua. Yến nó ngồi gần. Ngồi gần cái tàu điện hay gì á. Thường mấy mình ngồi chơi. Thiệt chứ tao mu tay luôn nè. Héo để nghe mấy cái yến. Tập tiếng xong. Mày ngồi nói chuyện nó đi. Tao đâu nói chuyện với nó nè. Mày trâu giận rồi đấy chưa. Yến 24 rồi. Tao mu tay đó. Yến Yến đâu rồi? Má nó mù tè mình rồi gì vậy? Kéo làm gì bà? Má nó rây xanh quá vậy? Để một con Ari nó không chết đó. Phần thời đấy kéo ngu lắm. Di lên tam hợp làm gì không biết nữa. Đạo không biết. Nó để vét giống như kiểu nó tính chơi one hit, một hit một thằng. Anh Thi. Cái gì? Đấy nè. Đang lại đây kể cho kẻo không kịp. Chơi giống như kiểu tính một hit một thằng nha. Gồng thì gồng luôn đi, đang bị xe máy đỏ đốt. Thông minh vờ lờ. Đợi cho nó lên cao giết nó nè. Đây nó cứ cho bốc hơi hoài. Rồi nó đã tù nha. Rồi thằng này vô đây. Thằng này vô đây, thằng này vô đây. Thằng này vô đây, chạy đâu. Chạy đâu, chạy đâu con sâu. Chạy đâu con sâu, chạy đâu con sâu. Nó về đèn, hả? Tôi nói là tôi phải giết nó mà. Tiến nó lên đường, nó tiến em lên đường. Mới nó núp đâu trong này à? Là thọt mấy quầy clip là chúng thôi là ông Monfai là ông nát này nha. Mari cũng lên hoài nha. Mới thấy đi ra đường lần, Ari lên 2 lần, đi Ari lên 2 lần rồi đó. Mẹ AD thì sắp tiền luôn. Hơn là võ công cao quá, võ công mà kém kém là nãy giờ là nát rồi. Võ công mà kém kém dừng nhật rồi nãy giờ thu vô lan rồi đó. Ủa vậy còn mấy đứa đánh vậy? Lại cắn nữa. Còn mấy đứa đánh này? Có giúp anh sứ giả nè Nhật. Trả lại cụ. Má đâm bỏ rồi. Yến ơi. Tí mà ồn thiệt. Được cái tâm đi cu. Thầy em bắn cái ngàn mấy đau anh thì đánh yếu á.
đi nã liền. Lệnh đi nã toàn quớt liền. Hay. Bắt đầu phát lên cùng tung nè. Ở đây. À, sau sau. Thằng này này. Bố hộ. Thấy nó hùng mình nó đứng nó góc. Giỡn gì làm gì băng trong trụ luôn nè. Giỡn đi. Đây. Vô cực kiếm pháp. À, trình độ tay gái em lên vài bậc anh thấy không? Không, nhậu nè. Mình phải kể là tán gái em tán như thế nào để nó nói cho coi cái trình độ này là tán gái được chưa. Gì thì anh cứ lên fanpage cho cái tên một cái tin nhắn messenger đó à, nó đang hôm qua đó. Ờ sếp thầy cạn lời luôn bỏ lá. Thì cái nông kiệt sức mình chết cũng rồi. Thấy đại ca tới rồi, thấy bốc hơi rồi đó. Sống rồi, sống không? Thấy không vậy? Thấy không? Thấy không? Rồi, sống hồn. Ôi ôi thôi giết được anh cũng xém xẹo thái, đừng đùa. Thôi mà lâu kìa. Xém xẹo đó, đừng có đùa. Giỡn với tiền. Tôi là tông, tôi giờ đâu có AT đâu mà tông ngã đi. Bị chết nữa chưa. Để anh với em ăn lạnh. Ăn ban hả? Không để anh ăn, để bê. Ừ. Lên cái vọng âm cái. Không thể ăn à. Ăn ăn mày é đi, còn bị đặt. Mày tự mày yên tâm đi. Tao là cái thứ thù dai lắm. Tí nữa mà mày đi la là mày nghỉ anh Blue. Bố mày dạy đấy à, đừng có xin Blue à, tao thù cả tuần. Mày nên nhớ bố mày đi rừng hơi nhiều. Anh thù ít khi thù giặc mà anh thù dai lắm. Từ đây tới đó anh đi rừng hoài luôn rồi, làm gì anh? Từ đây tới đó anh đi rừng hoài luôn, làm gì anh? Từ đây tới đó anh đi rừng hoài luôn, làm gì anh? Nhờ là khuya mà em ở nước à. Thậm chí mà Mortal không kịp anti luôn á.
đánh thì mình mượt mượt quá. Không kịp làm gì. Bạn trúng mà không biết là có nên ulti thằng này hay không. Nó lướt như vậy ulti biết có trúng hay không. Mình có khác không? Đẩy bớt, đẩy bớt em. Bớt ăn nhanh mình ăn ti. Cái bớt lát. Lát lên kìa. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi tôi luôn 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 tôi đứng sau. Đứng sau lên tôi bảo kê bạn. Trời ơi, thằng Manfai là mày dí đi. Ờ, mày dí đi. Chạy anh ơi, xíu. Tài cắm nè, nó tài cắm. Nó tài cắm nè. Đây. Sao nó không quành lại rồi nó chạy. What the fuck. Anh dí lại luôn. Tử nó qua. Giờ anh đập nè. Làm em quy lát. Nó chạy lên riết. Ủa, chịu thằng này. Hai thằng đó mà đứng chung E và W có thằng chết luôn. Dí qua rồi anh dí lại. Chưa khi chết, trời ơi xe quýnh đó. Đồ hang rip quýnh, eo chết luôn. Tao chết nổi. Dí qua là anh dí lại. Em lên mày không chết hả con? Mày tưởng mày không chết hả con? Để anh dí nó lại kìa em. Ủa cái đó tao bị khùng cái gì mà nó cứ hoài ta. Để anh dí nó lại kìa. Mẹ nó ra bực mình. Cái gì mà thì... 2.3 thì cứ nãy giờ. Thằng Di nó chơi cái thằng Di nó chơi cái xì tai gì không biết. Mợ mày không cho chị qua về à? Đó rồi xe bắn nó chết không? Đang dòng, đang dòng. Xe lâu nó nè, xe lâu nó nè. Ôi chết rồi mà, đi tìm nó chứ vậy trời. Đậu xanh. Úi giời, úi giời. Nát hảo đâu rồi ta? Alo, nát tẩu rồi. Gì, đang thanh tử nè. Đang tâm sự với Nát đúng không? Tâm sự về lời kinh điển Nát có đây đâu mà tâm sự với em, tâm sự với Nát đi rồi. Nát kia em giữ máy cái bên cho Nát nè. Trời ơi, ngồi gần. Nó xem sống luôn một tên. Nghe không? Gì? Nát kim giữ máy cái bên cho nát nè. Trời thì tất nhiên rồi, phải ngồi gần nó mới có động lực đánh chứ. Dạ thôi cha ơi, bớt hộ cái. Rõ ràng. Cái zoom của mày nó bị làm sao vậy Thi? Ngồi gần nát, ngồi gần nát tẩu. Không hiểu nè. Cứ này quỳ cái zoom này. Không hiểu cho lắm. Anh em cứ tôi hỏi đang có cái chuyện gì vậy? Nó xanh nguyên một zoom luôn này. Con kẹ. Quay mày né. Mày né cái anh này. Làm như nãy giờ làm như là diễn viên GMV. Ông Tông tôi đâu chạy đâu. Ông chơi chiêu đó luôn hả? Ông tập tôi rồi. Chạy đâu rồi. Quá rồi, thiệt rồi, chứ. Ông chơi chiêu lát. Nhật dưới tới Tết. Thằng Nhật quánh hết mana lần thử rồi nó chết không Nhật. Để anh coi, rồi. Thiệt chứ nếu mà không có thằng Thiên sao không quay lại đập Nhật luôn á. Đây em nói nghiêm à. Quay lại giết nó coi. Ê, thằng Red lên chết nữa. Ủa vậy là mình đánh còn 3 người thôi hả? Di ra đây người ngoài đúng không? Thằng Di nãy giờ nó làm cái giống gì vậy ta? Ồ Di người ta farm 27 phút thì chắc không biết. Farm không luôn á, chưa ra mid lần luôn á. Di này Di lạ. Di này đi trên núi xuống. Di trển xuống hay sao?
là di chuyển chữ thập luôn nè. Tạm biệt nha. Cứu cô. Cứu cái gì, rip top đông lắm. Cứu em là anh mất 3 con rip á. Đát não em kìa anh đây ơi. Cụ mày giết khổ quá mày cái. Nói gì anh trả thù gian nè. Xuất sinh, chết hộ. Sống họ, sống họ nè cô. Sống họ nè cô. Sống họ nè cô. Sống họ nè cô. Không sao được. Không cứ không cứu là vậy đó. Anh em tao không đợi, tao đâu có ulti manfi đâu, tao ulti threat. Anh em sống chết có nhau mà cứ à. Thiệt chứ. Thấy đấy à, thằng em bị dí à. Cần mà em lên top á. Em biết cứu em á. Em phải suy nghĩ với cái vấn đề cứu em là em cho ba sĩ thằng tham về top rồi tới ba sĩ mốt lần. Anh ơi 10 đồng. Sống họ. Mày cũng làm lắm á. Cái tôi làm đau quá rồi. Hết rồi. Múa với đại ca hả? Múa với đại ca hả? Thích xem ai múa ghê hơn á. Bình luôn nói cảnh cho. Cần nó, cần anh lên điều đen xong anh lên cung xanh luôn là con mắt ra nó sống cái gì. Đừng nó thích rồi. Anh em cứ ừ từ đầu. Lần đầu tiên tôi thấy Zoom, phép Zoom mình đồng tâm hiệp lực trở lại thì để anh chửi nó cho. Rồi giờ tới ừ con vẹt rồi. Sao trái. 1.500 thằng điên đấy. Không đơn giản đâu đấy. Mỗi thằng nó ừ cho câu là mày chết. Anh em cho tôi ừ với. Trời ơi đầu hàng. Ừ thì ừ. Xả chéo. Chơi con này xả kêu mệt quá. Chơi không quen xả kêu mệt quá. À đâm tao nó bị điên rồi cháu ơi. Là sao? Cứ ừ con kẹt cứ nào chắc ừ con kẹt qua. Ủa nãy giờ là đánh 4 người à, vậy này ai đi đường vậy? Nãy AD vậy? AD người ngoài. AD người ngoài vậy sao giờ tự nhiên thấy 4 người. Mình chửi.